trở lại kênh review của HCA Tool. Thì trong ngày hôm nay HCA Tool sẽ tiến hành review cho các bạn một cái bộ ba sản phẩm: súng vận bu lông 1/2 inch, súng rất nhỏ nhưng lực bắn rất khủng, đúng nghĩa là nhỏ như có vỏ. Thì đầu tiên mình xin nói sơ qua về các hãng bạc, cái hãng sản xuất của ba súng này. Thì hãng bạc này đó là hãng dụng cụ sản xuất dụng cụ đầu nghề của Taiwan, của Đài Loan nha các bạn. Thì cái hãng này chất lượng của nó là đủ tiêu chuẩn để đi xuất khẩu đi châu Âu, nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng. Và hiện tại ở Việt Nam mình thì HCA Tool đang là nhà cung cấp, nhà phân phối độc quyền của hãng này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi review chi tiết của ba cái súng này, thì xem nó có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên chúng ta thấy trên bàn là có ba cây. Đầu tiên là cái bên trái nè, cái giữa và cái bên phải của mình. Thì đây là ba nhân vật chính của ngày hôm nay. Thì trước tiên mình muốn sẽ cho bạn xem cái kích thước của nó nhỏ như thế nào. Thì mình có lấy một cái ví dụ, một cái cây 1/2 inch thông thường để cho các bạn xem. Mình để cái bên hai cây này cho các bạn xem thử xem kích thước nó như thế nào. Đây là cây 1/2 inch thông thường. Thì cái cây này là nó trọng lượng nó hiện tại là 2 ký 3. Thì so với những cái súng 1/2 thông thường trên thị trường á, thì 2 ký 3 cũng thuộc dạng là nó cũng khá là nhỏ gọn. Thường thường là những cây súng 1/2 trên thị trường là tầm khoảng 2 ký 6 đến 2 ký 7. Thì cái này 2 ký 3. Nhưng mà khi nó đi so lại với những cái cây mà mình sắp review cho các bạn xem á, thì kích thước của nó rất to, cũng to khá nhiều. Và ba cái cây mình sắp review cho các bạn xem á, thì kích thước rất là nhỏ. Nhỏ rất là nhiều luôn à. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ review chi tiết từng cây cho các bạn xem nha. Đầu tiên là cái cây bên tay trái của mình. Cây này là của hãng bạc, sản xuất hãng bạc ha. Kích thước này, kích thước cây này khoảng 1 ký 3 nha các bạn. 1 ký 3, rất là nhỏ gọn. Kích thước 1 ký 3, mã là 825413, hãng sản xuất là bạc 1/2 inch. Lực bắn tối đa là 677 Nm. Đó là lý do mình tại sao nói các bạn là nhỏ nhưng có vỏ. Nó nằm ở đây, 677 Nm, 1 ký 3. Đấy. Thì cái này cũng giống như những cái súng bình thường khác, thì nó có cái chế độ bên trái bên phải đây các bạn. Có ba nút nè, chúng ta có thấy ở trên đây là thấy có bên trái nè, bên phải nè, thì có ba nút. Đấy. Ví dụ ta muốn bên trái này thì ba nút, đặc biệt có bên trái. Đây có ba nút. Nút số 1 này, nút số 2, nút số 3. Tương tự muốn bên phải, chúng ta gạt cái này qua bên đây. Tiếp tục 1, 2, 3. Và cái cây này có cái tiện lợi, rất tiện lợi, đó là nó có cái móc ở trên, có cái móc mà rất là chắc chắn ha. Để khi mà chúng ta thao tác á, chúng ta có thể treo nó lên ở trên một cái chỗ, một cái móc nào đó. Và vì cái khối lượng nó rất là nhẹ, tầm khoảng ký 3 thôi, nên chúng ta treo lên thì những cái móc mà nó yếu yếu nó vẫn chịu được nha. Và cái này cực kỳ nó cực kỳ tiện lợi cho với cái trường hợp là mình những cái nhà máy mà sản xuất hàng loạt á, hoặc là những cái anh công nhân, hoặc là mình làm những cái việc mà thao tác thường xuyên á, cầm cái súng thường xuyên á, cầm lâu á, thì cái này nó nhẹ nên sẽ giúp cái người thao tác thì nó đỡ cái đỡ bị nặng cái tay, đỡ bị đau cái cổ tay này ha, rất là nhẹ, siêu nhỏ gọn. Đây, lực bắn là 677 Nm và tốc độ không tải nó là 9.000 vòng trên phút nha các bạn. Thì các bạn có thể xem trên mạng, lên trong web hcatool.com của bên mình á, thì mình search cái mã này 825413 nè, thì sẽ ra được cái thông số kỹ thuật chi tiết của cái súng này. Tốc độ không tải của nó là 9.000 vòng trên phút, lực bắn tối đa 677 Nm. Và cái súng này là súng 1/2 inch, thì nó có thể bạn được bu lông, bạn được đầy ốc, có
kích thước từ 27 mm trở xuống, 27 mm trở xuống nha các bạn. Một cái súng siêu nhỏ gọn và cũng được kích thước u lông 27 mm trở xuống, thật sự rất là khủng. Đây, đó là cái đầu tiên. Tiếp theo ha, tiếp theo mình sẽ review cho các bạn tiếp một cái cây của cũng của bạc luôn, cũng siêu nhỏ gọn luôn. Đây, cái này thì nó có làm hình ảnh có chữ đầu màu rất là đẹp, nhìn rất là rõ. Cũng một cái này thì tầm này nó nặng hơn cái kia một xíu, này tầm khoảng 1,4 kg, 1,4 kg nha các bạn. Rồi thì ở trên thân nó cũng có cái ghi cái mã là 825416, lực bắn tối đa là cũng là 677 Nm, 1/2 inch ha, 677 Nm. Rồi đây là số series của cái súng Made in Taiwan. Thì cái này lực bắn cũng là tương tự như cái cây kia, cái cây vừa review hồi nãy. Nhưng mà cái kết cấu của nó thì hơi khác một xíu. Thì các bạn thấy nè, chúng ta có điều chỉnh là nút điều chỉnh mà bằng cái bên phải nè, bấm qua bấm lại ha, cái bên phải đấy. Và trên đây cũng có các nút nè, nút vặn nè, cái số nè, 1, 2, 3, rồi nó đẩy số thế nào, thế nào. Đấy. Đây cũng có nút luôn, bạn bên đây. Đây khác chỗ là chúng ta bạn là bạn từ bên đây nha. Đây, 1, 2, 3, đấy. Và cái súng này thì nó tiêu thụ cái lượng khí là 6.3 kg nha các bạn. Lượng khí đủ nó để hoạt động á, 6.3 kg. Nó vừa tiết kiệm không, vừa tiết kiệm khí, tiết kiệm khí là tiết kiệm điện ha. Rồi một ngày in luôn. Tiếp theo là cái cây súng bắn 3/8, đây cũng của hãng bạc luôn, mã là 82532, đầu nó là đầu 3/8. 3/8 nó nhỏ hơn. Đây, có số series súng đầu 3/8. Lực bắn tối đa của cây này là khoảng 420 Nm nha các bạn. Thì đây có nút bạn cũng chỉnh bình thường giống như cái kia thôi. Đây, trên trái xe phải, xe phải, cái số 1, 2, xe trái. Đấy. Thì cái này 3/8, cái này thì nó nặng hơn hai cây vừa rồi một xíu. Cây này là đúng 1,5 kg, đúng 1,5 kg nha các bạn. Và súng 3/8 thì nó vặn được bu lông là từ 10 mm đổ xuống ha, 10 mm đổ xuống đấy, nước bấm rất là ngon. Hiện tại là những cái này nằm bên mình là hiện tại đang có tóc kho hết nha các bạn, đang có tóc kho hết. Thì các bạn có thể ghé trang web của mình để xem thông tin chi tiết sản phẩm của ba cái súng này, và đồng thời cũng có thể tìm những sản phẩm khác mà mình đang cần thiết, mình đang cần để cung cấp cho cái công việc hiện tại mình đang cần đến. Thì bên mình là chuyên cung cấp về hàng dụng cụ tool cho nhà máy, nhà xưởng. Thì những đồng nghề dụng cụ, đồng nghề sửa chữa thì bên mình là cấp cho rất nhiều hãng của Đài Loan, của Đức, của Taiwan, của châu Âu, EU đều có. Thì các bạn có thể lên trên đó để xem trang web của mình. Và khi mà có yêu cầu đó thì có thể nhờ các bạn sale bên mình tư vấn cụ thể cho các bạn xem ha. Trên đó có số hotline. Thì cũng cảm ơn cái phần xem review của các bạn trong ngày hôm nay. Thì cũng xin